trong nhưng sao nó làm cá thế, nó ngớp lắm thế nhỉ? Hôm nay nó nổi mà nó giả ra nó mới không cắn. Cái này thì nói với anh Mai ấy, nó mà chìm là mẹ giật mỏi tay luôn. Kiểu nó đang mưa nó kiểu nó lắm như kia kìa. Cái cá như kiểu to lắm. Không, cứ lại cá to nó dưới. Cá to nó ít nổi ra. Nhé, đi thôi. Chạy vậy chứ. Đi thôi. Còn nó có chết này. Ôi trời ơi. Chết chỉ cần cối cái gì. Chết rồi đấy. Thôi rồi. Anh đi quay con này đây, quay lại con này hơi to đấy. Đấy. À, thôi. Đấy. Hôm nay tạnh tẹo mấy anh em đi câu cá nha. Chú cần này. Đấy, con này chú cần, con này chú cần. Con này chú cần. Ui giời, con này to đấy. Đấy. Con này to đấy. Đấy. Đấy này. Phóng to lên mà nó chả to được. Đấy. Chú cần này. Giời ơi, to thế này cơ mà. Chú cần luôn. Rồi, phóng to rồi. Thôi. Bây giờ bắt đầu mới cắn đấy, bây giờ là mà nó ấy đấy. Nó xuống như đấy. Nó lại như này được rồi. Cắn to thì chuẩn bị nó ra nó đớp cái phao cái kìa. Là còn nó dậy phát. Dậy phát là mẹ vào tay đấy. Và tao còn đập thỏ phao. Em tối em là xạ thủ chơi khăm rồi. Nên trước tối mới lấy cái con cá nó ấy giật quá xong tôi cứ đập đập. Cá cần nó chạy vào phao. Mất được mấy con rồi. Mấy con, hai con nữa. Đừng, Tú con nó chết rồi. Cả nó trở ra ông lấy. Cho giật. Mượn giật tí có gì đâu. Đây. Rồi. Ui. Giờ dập ra túi dập ra cái nó vắt vào quần. Ù để biết ngay em. Mày nó vắt vào quần đấy. Đấy. Đây đây, nên ông quay đây đây. Đấy, ông nhìn. Đấy, phóng to ra. Anh câu được con cá to đi. Đấy. Đấy, ý ý ý. Rồi, yeah. Tôi được quay video nó quay á. Đó. Xe nã. Trai câu là ông nhìn thấy con câu như thế nào? Ê, câu được cả thiếp. Mày vẫn long lắm á. Nhưng vẫn được. Vẫn được. Con... Đấy. Thế rồi, chết rồi. Rồi. To đấy. Ôi giời, được con cá. Và anh câu được con cá. À đây, quay. Ông Ninh câu được con cá. Đấy, ông Ninh câu được con cá to thế. Ê, giờ cả cá đâu rồi? Cái này vẫn là ở đây. Ê, con cá to thế nhỉ? Nên câu được con cá to quá. Đâu rồi? Đây, con cá to thật. Ý giời, lắm cá thế. Hội đi câu đồng quá. Tha hồ ăn cá. Chào mọi người nhé, hôm nay thời tiết tạnh mưa rồi. Với anh em ông cháu đi câu cá. Như ơi, con cá to ạ. Ý con cá, ý con cá to thật. Ý ông Ninh câu được con cá Lô chép phi, to thế. Rô phi là cá chép. Ê giời. Giờ bắt đầu nó giờ như giờ nó cắn đúng không ạ? Thế sao bác Ninh thân lên lại. Ý con cá to thật ý. Ôi. Con cá chép to quá. Ông Ninh đã cụt hết như này rồi. Ôi ra rồi. Đưa cho bước câu ấy lại đây, cái cần này nè. Đưa cho bước câu ấy lại mồi. Cái cần này. Chưa lấy ra đâu được con ạ. Ông đi. Ông đưa may được con.
Để con trông kiểu cách của ông. Cho em câu. Mày câu ấy thôi, để trông đúng câu đó. Không, ông đâu, ông chỉ cầm này. Ông chỉ câu, ông chỉ hết thôi. Đúng cầm này cho ông coi. Nó nhảy mất. Đâu, từ từ đã, cái kia đã được. Cá to hết này. Ui giời, để tay đem vào. Đấy, ui giời. Còn cậu sao cái thao đi. Từ từ giờ giờ này bắt đầu nó bắt đầu thời điểm. Nó cắn đấy. Đang cắn. Thả xuống nó cắn như vậy rồi. Rồi xem lại sao. Bây giờ cá nó có cắn được chập tối mà. Yên. Cho cắt câu. Anh giật được mấy con. Tú rồi Yên. Cậu đúng kinh hoàng. Tập trình. Rồi. Kia. Về đây. Ờ, đứa ngồi xe ông nhá. Tú ngồi xe ông này. Đứa không vào được. Đi về. Thôi như vậy là anh em mấy anh em này đi câu thì về đã làm cá và ăn cá rồi. Xin chào mọi người nhé.